Đây cái làng Bà Gù hay gọi là làng có người đại dương. Bây giờ má đi ngâm em nhỉ. Luộc đi. Luộc lên. Giờ bỏ xả gừng hành tím cho nó thơm. Rau trút đi dừa. Giớt bọt. Cùng nó thơm hả chứ? Dừa giớt. Dùng nó mắm nhỉ, loại ngon, để ngâm. Ngâm cái này là để được lâu nè. Dạ. Đây là cách muối thứ nhất để được lâu năm vì dùng mắm nguyên chất loại ngon, có vị mặn tự nhiên. Tiếp theo đây là cách muối thứ hai, ngâm cùng với nước mắm chua ngọt. Làng Bà Gù, ta cắt mẻ như vậy, bỏ ngâm nước mắm để cho nó nhanh ăn. Dạ. Bỏ vô nha. Cố tỏi phải cắt lát ra nó khỏi bị xanh. Cái lèo này ngâm một ngày sau ăn được rồi. Còn hành tím với tỏi là ba ngày sau mới ăn được. Dạ. Giờ mình cho cái nước mắm chua ngọt vô. Lòng cá ngừ đại dương ngâm mắm chua ngọt, độc đáo chỉ có duy nhất nhà thủ cô Ba chia sẻ. Dùng ăn chơi, cuốn bánh tráng, trộn gỏi, giòn ngon và lạ miệng. Các bạn có được ăn thử chưa? Hai cái hũ đây là má ngâm trước á, 3 ngày rồi. Giờ đã ăn ngon lắm nè. Cái này là ngâm giấm, còn cái này là ngâm mắm. Cái màu nó hơi khác nhau chút xíu mà nha. Cái màu nó hơi khác nhau chút xíu, cái mắm nó ngon đậm đà hơn. Dạ. 3 ngày rồi. Ăn nó thấm vậy ngon lắm. Chỗ này là miếng tim ngon không? Dạ. Ngon quá. Giờ mày ăn thử miếng này nha. Dạ. Ừ, ngon chưa? Giờ ăn thử miếng tim nha. Cứng không mẹ? Ngon, ngon, dai dai ngon lắm. Nhìn mày mà thèm quá.